Một Broly tên thường gọi Broly, siêu Saiyan huyền thoại Broccoli, chủng loài Saiyan đột biến, giới tính nam, cao 2m31, dạng người cao 2m74, dạng siêu Saiyan huyền thoại, sinh năm 734, chết năm 774, chết lần 2 năm 776. Nghề nghiệp cướp biển liên thiên hà dưới sự kiểm soát của cha, tính cách hiền lành dễ thương, ở nhà cháu nó hiếm khi đánh người, phụ huynh xét, còn khi ra đường nó điên lên, nó cắn xích, nó đánh người như chó.